chào tất cả mọi người, mình là Phương Thảo. Mình là người mẫu và đã có 9 năm kinh nghiệm trong nghề. Hiện tại mình đang là giảng viên tại Mẫu Nhí của MT Group. Mình đã gắn bó với MT năm nay là năm thứ 5 rồi. Và ở MT đã giúp mình có thể truyền cái nhiệt huyết, đam mê cũng như là truyền lửa cho những bạn nào có cái lòng yêu nghề giống như mình. Và ở MT cũng giúp cho mình cảm thấy là giống như là mình đang ở trong một gia đình vậy. Mình mong muốn hiện tại và tương lai các bạn trẻ đều có thể phát triển toàn diện cũng như là đúng với tiêu chí của MT là chắp cánh ước mơ cho các thế hệ trẻ bay cao và bay xa hơn nữa.